Hằng xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả quý vị vì đã luôn nhớ lịch hẹn của chúng ta 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ phòng khách đã gọn gàng, căn bếp cũng đã vô cùng tươm tất, chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị thân mến, Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Mỗi một cuối tuần đến, chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ với một ngôi sao đến với chương trình, cùng họ khám phá những điều thú vị trong cuộc sống cũng như là những khẩu vị ăn uống của các ngôi sao. Vậy thì ngày hôm nay sẽ chào đón ai đây? Xin được bật mí, đây là một nữ ca sĩ rất xinh đẹp và tài năng. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón Ngọc Kayla. Ủa gì chào ai hôm nay hả chị? Tiền tay. À, dạ xin chào chị. Dạ chị. À, lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Kayla xin được gửi lời chào thân thương đến Tiền Tăng cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạ, cảm ơn chị vì đã đến với Khẩu vị ngôi sao. Trời ơi, mới xuất hiện thôi nha là đã thấy rất là thú vị rồi. Còn điều gì bất ngờ để khám phá về Ngọc Kayla đây? Chúng ta hãy cùng vào phòng khách của chương trình để tiếp tục nhé. Xin mời chị. Ok. Rồi, mời chị. Wow, thoải mái quá. Đã nghe danh Ngọc Kayla rất lâu, nhảy đẹp, giọng rất là nội lực đó. Mà bây giờ gặp trực tiếp phải công nhận một điều là ở ngoài rất là đẹp. Ngọc Kayla có một cái sức sống rất là rạng rỡ. Và không biết là mình có cái bí quyết gì để giữ được cái thần thái không chị? Có thể là do mình chọn cái dòng nhạc lúc nào nó cũng vui tươi đó, nhảy nhót, nên là thành ra có một gì đó tác động đến mình, giúp cho mình lúc nào cũng năng động. Và hy vọng hôm nay chị sẽ hết mình cùng với các cái chặng đường của Khẩu vị ngôi sao hôm nay nha. Chắc chắn rồi. Rồi bây giờ chị đặt hàng món ăn mà chị thích, mà mong muốn được thưởng thức trong chương trình. Ok. Mình sẽ ghi vào trong hai tờ giấy của chương trình, mỗi tờ giấy một món ăn mà chị đang thèm quá, muốn được ăn quá nha. Rồi ok. Rồi. Xong chưa? Xong. Rồi bây giờ mình giữ bí mật ha. Còn bây giờ thì em sẽ là người bật mí. Hai chàng trai đang khao khát được xuất hiện tại căn bếp của Khẩu vị ngôi sao là ai? Đó chính là bạn Hoàng Đô và bạn Thiện Long. Xin mời. Ê em, tôi em. Ô quên, tập trung. Hi, xin chào hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với Khẩu vị ngôi sao. Mình là Tiền Tăng. Và đây là người mà hai bạn rất là khao khát được gặp hôm nay. Thần tượng của các bạn, nữ ca sĩ Ngọc Kayla. Và bây giờ thì chắc là sẽ nhờ hai bạn sẽ lần lượt giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hoàng Đô. Công việc hiện tại của mình là diễn viên. Xin chào. Tại sao lại quyết định đến với Khẩu vị ngôi sao khi mà công việc diễn viên của mình nó hình như đâu có liên quan gì đến bếp núc lắm đâu ta? Ngoài nhân tố chính đó là đến vì Ngọc Kayla thì còn có cái động lực nào nữa không mà quyết định thử thách mình với căn bếp của chương trình? Ngoài nhân tố là thần tượng của em thì người còn lại là chị đó. 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 Thấy chưa? Nè, nhưng mà hỏi thiệt, thích hai cô gái thì hai cô gái này vui rồi đó. Nhưng mà liệu thích không có đủ sức để mà mình có thể vượt qua thử thách trong căn bếp Khẩu vị ngôi sao không? Hỏi thiệt. Hỏi thiệt thì xin trả lời thiệt, chỉ cần hai chị là hậu phương vững chắc là được. Việc gì em cũng làm qua hết. Em là em không có tin lắm đâu. Diễn viên mà. Không, đúng rồi, hai chị đâu xin đâu. Trời ơi, đó. Mà xin lắm luôn á. Lại nửa xỉu, tỉnh táo. Dẫn chương trình. Nè, có biết nấu ăn không? Dạ biết. Nấu ăn có thường xuyên không? Dạ cũng không thường xuyên lắm, nhưng mà một lần nấu ăn là phải ra trò. Ngày xưa thì em cũng thích nấu ăn lắm. Em được mẹ chỉ. Xong rồi sau này khi mà mình biết nấu rồi thì mình sẽ nấu theo khẩu vị của mình. Nói chung là cũng có thâm niên nhiều năm nấu ăn. Một đối thủ đáng gờm đây nha. Và xin mời Thiện Long sẽ chia sẻ về mình với tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là thần tượng Ngọc Kayla. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Thiện Long. Mình là bác sĩ thú y. Thì ngoài ra công việc bác sĩ thú y thì mình còn là một rapper nữa. Wow. Thì hôm nay mình đến chương trình này vì chị Ngọc và cũng vì chị MC nữa. Thí dụ mà mình rap thử một đoạn được không ta? Đúng rồi. Ok, em sẽ suy nghĩ ngắn. Người ta gọi mình là Joki. Đến đây không lo chi. Tiến xa mà không cần chiến mã. Họ gọi tôi là Trương Vô Kỵ. Wow. Hay ha. Rất là em xin một đối lại luôn hả? Đối lại luôn. Trời ơi, quá vậy. Dân rap mà. Em on top, không phải trending. Không phải YouTube, không phải. Quên rồi. Trời ơi, cái gì? Giọng ơi. Thôi cho qua. Đây, em on top, không cần trending, không cần YouTube, không cần trending.
Thôi mình bỏ qua luôn, tự nhiên cái tôi cũng quên lời luôn. Tại sao bạn lại chọn đến với chương trình này để mà thử thách mình trong nấu nướng? Ở nhà từ nhỏ tới lớn thì em luôn là người phụ bếp ở nhà với mẹ. Thì khi mà em biết tới chương trình này á, em rất là muốn tự ra một ngày nào đó mình không đứng ở bên mẹ thì mình sẽ làm như thế nào. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ đôi điều về mình. Tuyền Tăng xin phép được mời Ngọc Kayla cùng với hai người chơi, chúng ta sẽ nhìn về chiếc tivi của phòng khách mình. Đây, trên chiếc tivi này sẽ hiển thị 5 ẩn số. Xin mời. Đó, ở trên màn hình của chúng ta hiện tại là đang có 5 ẩn số. Và nhiệm vụ của hai người chơi đó là chúng ta sẽ vượt qua các thử thách của từng ẩn số. Người nào chiến thắng thử thách thì sẽ nhận được 1 điểm. Và cũng như là chúng ta sẽ lật mở ra được một dữ kiện liên quan đến ẩm thực mà Ngọc Kayla mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Trong số 5 ẩn số này á, sẽ có một ẩn số chứa huy hiệu thần bếp. Nếu nhận được huy hiệu thần bếp thì người chơi sẽ nhận được quyền ưu tiên khi tham gia vòng thứ hai của chương trình, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Thứ nhất là có thể tháo bỏ một cái thử thách mà mình sẽ phải gánh chịu ở vòng thứ hai của chương trình, hoặc là lựa chọn tiếp theo, bạn có quyền nhờ Tuyền Tăng hoặc là Ngọc Kayla hỗ trợ bạn trong quá trình sơ chế món ăn. Và bây giờ xin mời ẩn số đầu tiên. Câu hỏi để chúng ta khởi động nhẹ nhàng với nhau trước, mời các bạn cùng cầm bảng và viết lên nha. Câu hỏi của chúng ta như sau. Loại cá nào được dùng trong bánh canh ở Huế? A. Cá hồi. B. Cá lóc. C. Cá lăng. Thời gian bắt đầu. 5 4 Gì gì? 3 2 Ý là kêu đếm chung á. 1 Hết giờ. Ừ. Và đáp án của bạn Hoàng Đô đó là cá lóc, đó là phương án B. Và Thiện Long cũng có cùng câu trả lời, đó là phương án B. Đáp án của chúng ta đó chính là phương án B, cá lóc. Bánh canh cá lóc là đặc sản nổi tiếng của xứ Huế. Phần cá sẽ được tách xương cho nên rất là ngọt thịt. Nước lèo phải trong và đảm bảo vị ngọt của cá. Phần bánh canh có thể sử dụng sợi làm từ bột lọc, bột mì hoặc là bột gạo. Nhưng mà phổ biến nhất vẫn là sợi bột gạo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện đầu tiên mà chị Ngọc Kayla mang đến cho hai người chơi của chúng ta nhé. Xin mời. Chương trình của mình đang là khẩu vị ngôi sao, nói về ăn uống. Sao tự nhiên có 1 phút 30 giây vậy chị? 1 phút 30 giây ở đây á, tức là mình hay diễn tả những cái gì mà nhanh á, thì đối với Ngọc Kayla là kiểu là khi mà vào bếp thì cái món mà Ngọc làm nhanh nhất đó là món canh. Vậy thì cái món canh chị thường thích ăn canh như thế nào? Ngọc là người miền Trung nên là sẽ không có chuộng ngọt được. Có một cái gợi ý đầu tiên để lát nữa mình qua căn bếp mình chinh phục khẩu vị của chị Ngọc Kayla, đó là không có thích ăn quá ngọt, đúng không? Rồi. Lưu ý nha. Nhưng mà chỉ mới là dữ kiện đầu tiên thôi, còn nhiều điều nữa để chúng ta cùng nhau khám phá từ từ. Xin mời con số tiếp theo. Lại là một câu hỏi đến từ chương trình. Bộ phận nào của tôm chứa nhiều ký sinh trùng? A. Chỉ đen trên lưng. B. Đầu. C. Vỏ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Như vậy là bạn Hoàng Đô, bạn chọn là phương án A, chỉ đen trên lưng. Tại sao bạn lại ghi thêm? Mà có cái chữ. Tại vì cái đáp án B là đầu tôm. Anh muốn trong ghi... khoảng trống này thấy bơ vơ quá, tôi ghi thêm tí đầu mà ghi không kịp. Ừ, nhưng mà thôi để mối này đi ha, cho đỡ bị hiểu lầm. Chà, chữ B cũng lạ ha. Và đó chính là đầu tôm, phương án B. Xin được chúc mừng Thiện Long. Theo nghiên cứu, chúng ta không nên ăn đầu tôm vì bộ phận này chứa nhiều ký sinh trùng, kim loại nặng và chất thải của đường tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua câu hỏi số 2. Vậy thì có điều gì đằng sau ẩn số này đây? Xin mời! Ăn đến cuối cùng. Tôi không tin. Không ăn thì thôi, ăn là phải tới cuối cùng. Cái dáng như vậy mà ăn tới cuối cùng. Ngọc Kayla đưa cái từ khóa này có nghĩa là khi mà một cái món nào mình rất thích và ngon đúng với khẩu vị của mình á, thì đối với Ngọc Kayla thì Ngọc Kayla sẽ ăn tới hết cơm luôn. Chẳng hạn như là món tôm rang thịt. Tôm rang thịt hoặc là thịt kho rút á. Ngọc nhớ là ở nhà cứ mà trời mưa mẹ Ngọc nấu cơm á, hay làm món thịt kho rút. Duy nhất một món đó thôi là hết cơm luôn. Và có vẻ như là hơi thích mấy món kho đúng không ạ? Đúng rồi, cũng như là thích cái vị mặn mòi. Kiểu thấm thấm à, thấm thấm mặn mòi. Rồi đó, thêm cái lưu ý này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số tiếp theo. Xin mời mọi người cùng khám phá. Một câu hỏi nữa. Câu hỏi của chúng ta là một câu đố.
có mùi, có khía vàng Âu. Chim khô mà ăn quả, hẹn sau trả vàng, đố là quả gì? Trời ơi, câu này cho không đó. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, như vậy chúng ta đã có câu trả lời đến từ Hoàng Đô và Thiện Long, đó là khế và không thể nào mà sai được. Đó chính là quả khế. Xin được chúc mừng hai bạn. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra một hành động rất thú vị. Hoàng Đô của chúng ta vừa có phương án xong, ghi vào bảng dơ lên luôn. Và chưa hết giờ dơ bảng lên. 3, 2, 1, hết giờ. Canh nhà hàng xóm đối diện, anh đang loay hoay không biết trái gì, cái anh dùm á, thấy rồi, ghi vô trái khế. Cái bộ phận camera của chúng tôi nó ở khắp mọi nơi, cho nên là ở phần chơi này xin phép phần điểm sẽ được ưu tiên dành cho bạn Hoàng Đô. Chúng ta hãy cùng đến với điều rất là quan trọng sau đây. Có điều gì thú vị về chị Ngọc Kayla tiếp đây, xin mời. Hả? Cây đắng tình đời. Thật ra Ngọc là người miền Trung, thì cái đặc điểm của người miền Trung là ăn cay được rất là nhiều. Thì cái lúc mà Ngọc ở dưới quê á, hồi còn nhỏ thì mình ăn cay rất là giỏi. Wow. Kể từ khi mà vào trong Nam thì không biết sao cái phong độ đó nó không còn nữa. Chỉ được ăn khoảng the the thôi, chứ đừng có quá cay, cay là bỏ luôn cái món đó luôn. Nhưng mà vị đắng thì có thể được. Ủa? Vị đắng thì chịu được. Ví dụ như khổ qua này kia thì có thể ăn được. Nước đắng này nọ mình vẫn uống bình thường. Hay quá. Cái này cũng phải công nhận là nhiều khi cái khẩu vị của mình á, theo thời gian rồi, nó sẽ có sự thay đổi. Ủa, cái vụ gì vậy? Vẽ cái gì đó đưa cho mọi người coi, cho khán giả coi đi. Trời ơi, tao nói. Em thấy cái bạn nó trống trải quá thì bổ sung thêm cho nó. Đang thấy trống trải quá hả? Vậy bây giờ mình làm thêm câu mới đi cho đỡ trống trải ha. Làm liền. Rồi, con số tiếp theo. À, đây là thử thách ưu tiên. Nãy giờ ngồi không cũng buồn ha, trả lời câu hỏi không mà chắc giờ vận động nhẹ nhàng chút xíu, giờ mình đổ xí ngầu. Trên mỗi một cái mặt của xí ngầu sẽ có đánh một con số và mỗi bạn sẽ có một lượt thả duy nhất. Và bạn nào sau cái lượt thả của mình có tổng điểm cao hơn thì bạn đó sẽ là bạn giành chiến thắng thử thách này. Ai muốn chơi trước? Cái này là hên xui á nha. Vô. Thưa quý vị, con số của chúng ta 6 cộng 4 bằng 10. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn thể hiện của Hoàng Đô. Và như vậy con số bạn ấy nhận được là con số 7 à? 7 à. Rồi, như vậy phần thắng rất là thấy rõ đã thuộc về bạn Thiện Long. Xin chúc mừng. Rồi bây giờ xin mời dữ kiện từ chương trình Cứu Cánh. Bầu không khí yên lặng bao trùm bởi vì chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cụm từ cứu cánh. Dạ, xin mời chính chủ lên tiếng luôn ạ. Để mình hiểu thôi, để mình nói cho mọi người hiểu đúng không? Xin mời. Cứu cánh là những cái lúc mà Ngọc bận vì công việc cũng như là mình không có thời gian để mình nấu nướng thì mình sẽ dùng thức ăn nhanh. Dạ. Ví dụ như là gà hay mè nọ. Gà chiên. Đúng rồi. Dạ. Ý của nó là vậy đó. À, nhưng mà có thật sự là thích thức ăn nhanh không chị, hay là bởi vì cực chẳng đã thì mình mới ăn thôi? Thật sự là Ngọc rất thích nấu ăn. À, rất thích nấu ăn. Chỉ là mình quá bận, mình không có thời gian thì mình mới sử dụng cái biện pháp như vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số cuối cùng. Xin mời chương trình. À, đây là thử thách đối kháng. Hồi nãy là chỉ mới được hoạt động tay thôi, bây giờ mời hai bạn đứng lên. Và đây chính là thử thách đối kháng dành cho hai bạn. Ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị mỗi bên một cái lon. Nè, và đây là vị trí của hai bạn nha. Nhiệm vụ của cả hai đó là sẽ sử dụng đúng một làn hơi duy nhất để đẩy cái lon này sao cho thật xa trong khả năng của mình. Bạn nào xa hơn, bạn đó sẽ là bạn giành chiến thắng ở thử thách này. Lưu ý, chỉ sử dụng một làn hơi duy nhất. Rồi, đi chị đếm đi. 1, 2, 3. À. Thổi trước thì đếm luôn đó. Trời ơi. Rồi cuối cùng là lên hay xuống? Dừng. Rồi. Chúng ta đã có mức của bạn Hoàng Đô. Bây giờ là Thiện Long. Thôi ngay lắm á. Ấy, trời ơi. Rất là căng thẳng, một trò chơi tưởng nhỏ nhưng mà cũng rất là căng não ha. Và xin được chúc mừng người chiến thắng của thử thách ưu tiên lần này đó chính là bạn Thiện Long. Và bây giờ thắng thua cũng đã phân định, nhưng có một điều quan trọng hơn nữa, về liền phòng khách mình khám phá dữ kiện tiếp theo. Xin mời về ngay.
Hồi hộp quá, dự kiện cuối cùng rồi. Đó là người thầy. Và mọi người có nhận ra không? Đó là ẩn số này có huy hiệu thần bếp, đồng nghĩa với việc người thắng cuộc, đó là bạn Thiện Long, sẽ được sở hữu huy hiệu này ở phần 2 của chương trình. Quay trở lại với từ khóa người thầy. Xin mời. Người thầy Ngọc Khai Lan muốn nói nhắc đến ở đây đó có nghĩa là mẹ. Bởi vì là mẹ ngoài cái việc là dạy dỗ thì còn là một cái người đầu bếp rất là tuyệt vời của gia đình. Lúc nhỏ thì mẹ thì thường sẽ không có cho mình nấu nướng gì cả, chỉ là xuống phụ lặt rau. Nhưng mà sau khi mà Ngọc Khai La học đại học ở trong này á, thì không được ở cùng với bố mẹ nữa, thì mình phải tự lo. Thì mình nhớ cái lúc mà mẹ nấu ăn á, thì mình cũng địa chứ, thì nhớ tới những cái món mà mẹ nấu. Rồi đồng thời ví dụ mình không biết cái gì thì mình sẽ hỏi trực tiếp. Bởi vì thấy là mẹ có một vai trò rất là quan trọng, mẹ là trong người truyền cái động lực cho mình để mình nấu ăn ngon hơn. Và cũng từ mẹ mà mình được truyền lại rất nhiều những cái bí kíp nấu ăn. Tại vì mỗi nhà sẽ có mỗi một cái gu, mỗi nhà sẽ có những cái bí quyết riêng. Cảm ơn hai bạn một lần nữa đã rất là nhiệt tình tham gia cùng với vòng đầu tiên. Và tỷ số hiện tại người thắng cuộc đó chính là bạn Thiện Long. Và chiến thắng này của Thiện Long đã mang đến cho bạn một lợi thế. Đó là bạn sẽ chọn một trong hai món ăn mà Ngọc Khai La đã đặt hàng trong căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Rồi xin mời, Ngọc Khai La sẽ bật mí hai món ăn mà chị đã đặt hàng căn bếp của chương trình. Đây, bên đây là bò nướng, còn bên kia là cơm gà tam kỳ. Đó, bây giờ là quyền ưu tiên của Thiện Long là đây, bạn sẽ được quyền chọn một trong hai món mà mình cảm thấy tự tin để nấu ăn, để dành tặng cho Ngọc Khai La ngày hôm nay. Em sẽ chọn bò nướng. Và bây giờ, người thắng cuộc sẽ tiếp tục được chọn gian bếp. Đây, đối diện Tiền Tăng mình gọi là bếp bên trái nha. Còn ở phía ngoài cùng mình gọi là bếp bên phải. Trái chính là căn bếp đối diện Tiền Tăng đây. Thôi khỏi hỏi ha. Hay là muốn hỏi cho có lệ? Thôi được rồi. Thôi, vậy thì chúng ta cùng đến với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời tất cả quý vị khán giả. Đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúng ta đang đến với phần 2, đó chính là chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Với mỗi người một lựa chọn, đó chính là bò nướng và cơm gà tam kỳ. Nhiệm vụ của hai người chơi Thiện Long và Hoàng Đô đó là bằng mọi cách phải cố gắng thực hiện một món ăn hoàn chỉnh, và quan trọng hơn cả là chinh phục được khẩu vị của khách mời chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ trong căn bếp của Hoàng, sao nãy nhìn ngồi đó Ngọc hiền hiền vậy thôi chứ vừa vô là nghiêm mình. Ủa sao nghiêm vậy? Chưa nói gì luôn á. Ý là chấm điểm. Trời đất ơi. Nè bà, nhìn đi, trời đất ơi, đồ ăn chưa có mà vô chưa gì vô dai nghiêm túc. Nhưng mà Tuyền Tăng nghĩ á, là chị Ngọc Khai La nên bớt cái sự khó tính và nghiêm túc của mình lại chút xíu. Tại vì sao? Tại vì căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao là một căn bếp không bình thường. Trời ơi. Hai người chơi tham gia Khẩu Vị Ngôi Sao đến với căn bếp của chương trình đều phải gánh chịu những thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Ví dụ Thiện Long, chân của bạn sẽ bị cột vào phần bếp của chúng ta, cho nên là mọi di chuyển sẽ trở nên khó khăn và giới hạn hơn nhiều. Muốn lấy nguyên liệu là phải với thử thôi. Tội đó, chị thấy tội ghê không? Rồi bên đây bị cái gì? Bị bắt là mọi sự di chuyển nó đều chỉ nằm ở trong cái chiếc vòng này thôi, không có được đi ra đi tới đi lui thoải mái với chị em mình rồi. Đó, cho nên là xương thương người ta chút xíu nha. Nhưng mà quên nhắc cái nữa là Thiện Long ơi, ngoài việc là người chiến thắng ở vòng đầu tiên của chương trình, bạn còn nhận được huy hiệu thần bếp. Và với hai đặc quyền ưu tiên được chọn một, thì bạn sẽ chọn đặc quyền nào đây? Em sẽ chọn đặc quyền là nhờ sự trợ giúp của hai chị ạ. Bạn sẽ được nhờ sự trợ giúp của khách mời. Tuy nhiên chỉ được chọn một trong hai, hoặc là Tuyền Tăng hoặc là Ngọc Khai La giúp đỡ thôi. Ai? Chọn cả hai đi. Không. Này thần thái mà chọn chị. Trời ơi. Thôi cảm ơn. Ngọc tới đây là để ăn thôi. Thưa quý vị, trong lịch sử của Khẩu Vị Ngôi Sao chưa bao giờ MC lại rơi vào tình huống này. Nhưng thôi, có chơi có chịu, chơi thì phải tới luôn. Và Tiền Tăng sẽ là người hỗ trợ người bạn của chúng ta Thiện Long trong việc là sơ chế các cái phần của nguyên liệu trước khi hoàn thiện món ăn. Rồi, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem là nguyên liệu đã sẵn sàng chưa, có đầy đủ chưa để bắt đầu nấu nướng nè.
Hoàng Đô thấy đủ chưa? Ổn định chưa? Có thiếu gì không? Em nghĩ là khá đủ rồi. Món mình tên gì? Dạ cơm gà Tam Kỳ. Mình ăn chay hả? Thiện Long thì mình nấu bò nướng nhỉ? Dạ. Mình ăn chay luôn hả? Ngọc Kayla sẽ là người vượt qua các thử thách của chương trình để có thể mang nguyên liệu chính về cho hai đầu bếp của chúng ta. Bởi tôi nói ăn đâu có dễ đâu. Vậy thì tới thôi, đi nào. Có trốn tránh được đâu. Xin mời hai người chơi hãy bắt đầu những công đoạn sơ chế đầu tiên nhé. Đây là một thau đựng rất nhiều nước đá. Bước đầu tiên xin mời Ngọc Kayla tháo giày và tận hưởng sự mát lạnh mà chúng tôi mang đến cho phim trường của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Ủa, phải tháo giày nữa hả? Ừ, tháo đi. Xin mời bước chân vào thau nước đá. Đợi xong nữa. Bước vô đi rồi nói. Ê, hay đã sao? Nha. Đã lắm hả? Vậy vô một cái nữa. Và bây giờ thử thách dành cho Ngọc Kayla. Ủa sao vậy? Lạnh sao nãy là thấy lão. Vậy lạnh lắm. Thử thách chính nó nằm ở đây ha. Là vừa ngâm hai chân vào thau nước đá, vừa phải tách hết cách mắt trên cái miếng thơm này ra. 3, 2, 1 vô. Thấy sao? Trời ơi. Ê kìa, khỏi ba tay đi. Sử dụng một bên hả? Yeah, được rồi, cố lên. Ê, có khó không chị, khó không? Không, mà khi tập trung rồi á thì Ngọc đã không thấy lạnh nữa. Ồ, hay quá. Mà sao dao nó bén vậy? Đó là một thử thách đến từ chương trình. Vì những món ăn ngon chúng ta phải đúng cố gắng rồi. Hết sức mình. Mình phải năng nổ lên. Gắng lên, sắp xong rồi, cố lên. 3, 2, 1 xong chưa? Bên đây luôn, bên đây luôn, bên đây luôn. Rồi, cho đẹp luôn. Rồi, ten. Xong, mình có thể giải phóng đôi chân của mình khỏi sự lạnh lẽo băng giá kia. Đây mình có gà, mình có bò, mình chọn một trong hai nguyên liệu. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là mình cần phải ướp bò lâu đúng không? Không, gà mới lâu. Gà mới lâu hả? Còn bò là nướng ăn chín mà. Vậy thôi thì bây giờ gà nha, mình đưa gà qua cho bạn okay. Ha. Rồi, vì sự nghiệp ăn uống nên là sẽ cố gắng. Trời ơi. Rồi. Chân của Thiện Long là vẫn đang bị bám vào, thấy thương quá, bị cột vô trong cái bếp. Tôi đo đường rồi đó, đo bếp rồi đó. Cực của chúng tôi chưa? Rồi xong chưa, xong chưa? Rồi đi về, đừng có hỏi thăm người ta nữa, còn một thử thách nữa kìa. Mình thấy bên kia Hoàng Đô đang rất là căng thẳng rồi, nói chung là liền tay liền chân để có thể nấu nướng. Còn bạn còn lại thấy bộ hơi thư thả. Biết sao không? Tại vì đâu có việc gì để làm. Tại cái phần quan trọng nhất còn ở đây, và đó là món bò. Cho nên bây giờ phải thực hiện liền thử thách của chúng ta ngay bây giờ. Đó chính là xếp chén. Đó là mình sẽ xếp thành những cái chồng như thế này. Như thế này là được một chồng. Đó, mình cứ xếp lên và giữ vững được cái tháp chén của mình trong vòng 5 giây thì mình sẽ là người chiến thắng. Và xin lưu ý là mình sẽ phải có ít nhất là 8 cái chén trong cái chồng này. 3, 2, 1. Ê, muốn dùng tay này nữa không? Muốn dùng tay nào cũng được. Đó. Vô. Ủa sao chơi có con tay vậy ha? Đúng rồi, mình phải tạo phong cách riêng cho mình. Cái kỹ thuật luôn. À, nếu như vậy thì thử thách của chị Ngọc Kayla bây giờ em biến hóa luôn là chỉ sử dụng một tay xếp thành một chồng chén. Có ít nhất là 8 cái chén và trụ vững được trong vòng tối thiểu là 5 giây. À, cái này là có một tay cho nên là phải canh rất là kỹ những cái đế này nha. Sai một ly là đi một dặm được 6 cái rồi. Ơi, tiền. À dạ, đứng im. À, hiểu không? Ê. Hay quá chị ơi. Tại vì nó rung cái bàn chứ không có gì. Đúng không chị? Ổn không? Đó, thấy chưa? Còn một cái nữa thôi. Cái này mới quan trọng nè. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Xác nhận hoàn thành thử thách. Lấy bò chưa? Lẹ đi lẹ. Qua luôn. Hai đứa mình qua luôn. Tại vì em phải phụ Thiện Long nữa. Đúng. Trời, bây giờ mình hỏi thăm sương sương hai đầu bếp các chờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy là cái dáng đứng có một cái phong cách rất đứng là điệu nghệ. Tôi đang rất mỏi ạ. Tôi đang rất mỏi. Bạn hãy cố gắng lên à. Rất là tận tâm. Còn bên đây thì lấy bò được rồi cho nên là cũng yên lòng ha. Và bạn sẽ còn an tâm hơn nữa. À, không biết có an tâm hay không, nhưng mà có Tuyền đồng hành cùng với bạn rồi. Em xin phép sẽ được đồng hành cùng với Thiện Long nha. Giờ Thiện Long muốn Tuyền làm gì? Giờ em muốn chị. Ê, không mấy ra nghỉ nha. Rồi, cho ra nghỉ luôn. Ra nghỉ nha. Sướng dễ sợ không? Cuộc đời chỉ để hưởng thụ thôi. Rồi, bây giờ thì Tuyền Tăng sẽ thực hiện đúng
cái sự yêu cầu của bạn Thiện Long, đó là hỗ trợ bạn sơ chế món ăn. Chị muốn cắt sao thì chị cắt, cắt tới khi nào mà chị rưng rưng nước mắt thì thôi. Trời đất ơi, trời ơi, tự nhiên giờ tôi thành người thực hiện thử thách luôn. Rồi thôi chơi luôn, làm nha, rồi bạn lao làm đi kìa, lo ướp thịt bò đi. Hàng xóm ổn không hàng xóm ơi? Hơi quạo. Lâu bao nhiêu đây đủ chưa? Em nghĩ là đủ rồi. Chứ mắt từng chịu hết nổi rồi. Quý vị khán giả Tuyền Tăng và ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay Ngọc Kayla đã quay trở lại với căn bếp của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức hai món ăn được chế biến bởi Hoàng Đô và Thiện Long. Bây giờ là nhìn ngoại hình thì đang nghiêng về bên nào? Anh năm năm. Thôi thử đi rồi. Trời ơi, rất là thẳng thắn, muốn nhanh gọn lẹ thử luôn. Bây giờ thử món nào trước? Nhìn chị hiền vậy thôi, chứ mà vô ăn uống mà chấm điểm kiểu vậy là chị cái nết nó khó lên đó em. Chà, là chị sẽ thử món cơm trước. À, tại sao chị lại chọn thử món cơm trước ạ? Dù gì thì nó cũng là món đặc sản của quê chị nên chị muốn thử nó trước. Đúng rồi. Gà Tam Kỳ. Chà, khá ngon nha mọi người. Thêm một chút nước mắm vô. Thêm một chút nước mắm. Phải có một chút, phải có sự hướng dẫn của đầu bếp. Gà là phải có nước mắm vô. Em nấu em đói lắm luôn rồi đó. Hồi hộp quá. Ngon. Đúng vị luôn á, đúng vị quê Ngọc luôn á. Là cơm thì lấy từ nước luộc gà đúng không? Đúng có rồi. Mùi thơm, gà vị cũng vừa vừa với Ngọc luôn. Nước mắm có gừng đúng không? Có một chút xíu. Rồi, gà nè. Bây giờ xin mời đầu bếp Thiện Long, chúng ta sẽ phục vụ món bò nướng. Bạn có thể chia sẻ một chút xíu là trong bò này bạn ướp những cái gì không? Trong bò này thì em dùng dầu hào. Chị muốn em đút chị không? Chấm miếng tương ớt đỏ. À ok, tương ớt đỏ đúng không? Bình tĩnh nhẹ nhàng, em biết nó ngon mà, bình tĩnh nhẹ nhàng. Cay. Mặn quá. Khó ăn quá. Không phải, ngon quá. Trời. Ai cũng có những cái bí quyết riêng, ai cũng mang theo sự cố gắng và tâm huyết của mình vào món ăn. Ý không ai, thử miếng đi. Thôi có kìa, có kìa. Quá ngon đúng không? Cái món này nó có một cái điều rất là đặc biệt làm nên cái vị ngon của cái món bò nướng. Không phải là tâm huyết không? Củ hành mà Tuyền bầm á, nó ngon. Nó làm dậy mùi tuyệt vời lắm quý vị. Nói chứ giờ quay trở lại với hai món của chúng ta ngày hôm nay, cơm gà Tam Kỳ với lại là bò nướng của Hoàng Đô và Thiện Long. Và nhân vật chính của mình ơi, cái sự khó khăn nó sẽ nằm về Ngọc Kayla, đó là chị chỉ được chọn duy nhất một món ăn thắng cuộc của tuần này. Không, thật sự thì đối với Ngọc á, hai món này rất là ngon. Và thấy hai bạn rất là nhiệt tình cũng như là tâm huyết với cái món của mình nữa. Nhưng mà thôi, Ngọc chọn món này. Món ăn thắng cuộc đã thuộc về món bò nướng của bạn Thiện Long. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng Thiện Long và cũng cảm ơn bạn Hoàng Đô rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với phòng khách của chương trình để nhận thưởng thôi. Đi nào. Đây, và đây chính là phần thưởng dành cho người thắng cuộc của khẩu vị ngôi sao tuần này. Xin được đưa cho chị Ngọc Kayla để có thể trao đến cho người chiến thắng của chúng ta. Đó chính là bạn Thiện Long. Wow, chúc mừng. Xin được cảm ơn Thiện Long, chúc mừng Thiện Long. Và cũng rất là cảm ơn vị Hoàng Đô đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chị Ngọc Kayla có điều gì muốn chia sẻ với hai bạn không nào?
Ngày hôm nay thì Ngọc Kayla rất là vui khi có mặt tại chương trình Khẩu vị ngôi sao và được thưởng thức những món ăn rất là ngon đến từ hai bạn. Và Ngọc Kayla cũng cảm ơn cái tấm lòng của hai bạn đã mang món ăn đến để chiêu đãi Ngọc Kayla. Và cũng chúc cho hai bạn luôn sức khỏe và nấu ăn lúc nào cũng ngon như vậy. Và chúc cho Tuyền cũng luôn sức khỏe và tất cả quý vị khán giả cũng thật nhiều sức khỏe ạ. Và thay mặt cho chương trình Khẩu vị ngôi sao, Tuyền ta cũng xin phép được gửi lời cảm ơn đến với hai bạn chơi, đó chính là bạn Hoàng Đô và bạn Thiện Long. Cũng cảm ơn ca sĩ Ngọc Kayla cũng đã rất là nhiệt tình vượt qua các thử thách đồng hành cùng với hai người chơi. Và cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thiệt là nhiều sức khỏe và ngày càng tiến lên trong cuộc sống nhé. Và một lần nữa cũng xin được bắn tim cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình. Đừng quên chúng ta luôn luôn có hẹn với nhau vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.